Thực ra thì cái truyền thông của các nước cũng bình thường thôi, nhưng mà nó là một cái mới, nó là một cái hình thức truyền thông mới, thì nó mới dẫn tới cái việc mà ý kiến này, ý kiến kia, ý kiến tốt và ý kiến chưa tốt. Cái quý giá nhất trong công tác bán hàng của một doanh nghiệp đó là thông tin, data, mà cái dữ liệu khách hàng và cứ đi thuê thì mà các bạn đối thủ các bạn biết được một phát thì các bạn chỉ nhắn tin phát, có được cái dữ liệu đó thì còn hoạt động gì nữa. Thì mình phải tự đầu tư cái server, mà phải tự đầu tư server thì nó lên tới rất là nhiều chục tỷ đồng. Mà nhiều chục tỷ đồng đối với một doanh nghiệp mà mới, nó là cả một cái khối tài sản khủng khiếp, đúng không? Mà doanh nghiệp nào cũng đâu phải doanh nghiệp nào cũng dám đầu tư như thế đâu. Ta cứ hay thường nói là chậm mà chắc. Thì với cái thời buổi một cái thế giới phẳng như bây giờ, nhanh mà chắc còn chẳng ăn ai, chứ đừng nói chậm mà chậm. Rồi người ta nói là nên dành cho một mục tiêu thôi. Một là anh mở rộng, hai là anh đi vào chiều sâu. Để mà một cái mà tốt hơn hai cái lằng nhằng. Vì cả hai cái mà tốt còn chưa ăn ai, chứ đừng nói chuyện mà một cái mà tốt. Thì cái nét văn hóa của Kangaroo là cùng nhau phát triển. Và trong cái công tác về quản lý thì Kangaroo tối giản nhất, không chỉ trích, không giải thích, và quan trọng là hãy đưa ra giải pháp.